Xin chào ngày mới quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Chào ngày mới sáng thứ ba, ngày 26 tháng 9 của STV. Thưa quý vị, đúng ngày này 46 năm trước, ngày 26 tháng 9 năm 1977, lời sướng "Đây là Đài Phát thanh Sơn La" đã vang lên trong buổi phát thanh đầu tiên trên vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc trong niềm tự hào hân hoan của đồng bào các dân tộc Sơn La, đánh dấu sự ra đời và đặt nền móng của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La ngày nay. Trong quá trình phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng hành phối hợp cộng tác của những người làm báo nói, báo hình ở các huyện thành phố trong tỉnh. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình chào ngày mới sáng nay cùng những nội dung đáng chú ý khác. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong nửa đầu tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã thu về 293,4 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến 187% so với nửa đầu tháng 9 năm 2022. Lũy kế đến ngày 15 tháng 9, kinh ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu rau quả chính thức lập kỷ lục lịch sử khi giá trị xuất khẩu trong 8 tháng rưỡi đã vượt qua mốc 3,81 tỷ đô la Mỹ của năm 2018. Ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hết tháng 9 này, kinh ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 4,1 tỷ đô la Mỹ tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này sẽ vượt kinh mạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022 và vượt con số kỷ lục xuất khẩu của ngành rau quả năm 2018. Trong số các nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long đóng góp lớn vào tăng trưởng, chiếm 64% thị trần. Chiếm 64% thị phần, Trung Quốc hiện là quốc gia nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất. Ngoài ra, các thị trường lớn khác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng trưởng dương Mỹ, Thái Lan, Australia giảm nhập khẩu. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đi vào thực tiễn cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 3.306 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ giao dịch điện tử tăng dần qua các năm từ 7,87% năm 2018 lên 48% năm 2020, đạt 85,5% năm 2022, phấn đấu năm 2023 đạt 94%. Hiện tại, ngành bảo hiểm xã hội thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của ngành, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thực hiện đề án 06, cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam, quản lý xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cài đặt phê duyệt sử dụng ứng dụng VSSID Đến nay, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gần 1 triệu 037.000 người, đạt 88%, trên 331.300 người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, đạt 11% số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 100% các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định cuộc sống cho người lao động và nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2023, thời tiết diễn biến phức tạp, đầu năm nắng nóng dẫn đến việc khai thác mù cao su chậm hơn 2 tháng so với công kỳ. Đến hết tháng 8 năm 2023, công ty cổ phần cao su Sơn La đã thực hiện khai thác sản lượng mủ được trên 1.524,8 tấn, đã chế biến và gia công trên 3.462 tấn. Chất lượng sản phẩm được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 và đạt trong top 20 sản phẩm được Viện Khoa học Công nghệ trao chứng nhận sản phẩm được người tiêu dùng tin cậy. Tổng doanh thu 8 tháng đạt 57,3 tỷ đồng. Công ty đã duy trì và đảm bảo các chế độ chính sách đối với công nhân lao động với thu nhập bình quân đạt trên 5,4 triệu đồng trên người trên tháng, nộp bảo hiểm xã hội 5,79 tỷ đồng nộp ngân sách cho tỉnh 2,08 tỷ đồng. Những tháng cuối năm 2023, công ty cổ phần cao su Sơn La phấn đấu khai thác khoảng 2.275 tấn mủ, tổng doanh thu cả năm trên 126,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7,8 tỷ đồng, đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Với mong muốn tiếp thêm động lực để những hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, thành phố Sơn La đã triển khai xây dựng được 31 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trong đó có 25 nhà làm mới, 6 nhà sửa chữa với tổng số tiền trên 1 tỷ 120 triệu đồng. Cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội, huy động mọi nguồn lực xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đảm bảo công khai, dân chủ, tránh lãng phí. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 149 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Mục tiêu của chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ủn tắc giao thông hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn thuận tiện và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, chính phủ yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Bây giờ sẽ là đăng ký ngày mới. <laughs> thưa quý vị và các bạn những năm qua huyện thuận châu luôn tận dụng tối đa các nguồn lực triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách để thành lập và phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với thế mạnh sản phẩm chủ lực của địa phương nhờ đó hoạt động kinh tế hợp tác xã trên địa bàn ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết chuỗi nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho các hộ thành viên người dân trên địa bàn và xây dựng nông thôn mới tại địa phương từ dự án nuôi gà đen giống bản địa theo hướng an toàn sinh học với quy mô trên 3.000 con cho 6 hộ dân bản tở xã S Tòng do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thuận Châu triển khai cuối năm 2021. Sau 4 tháng triển khai, thấy hiệu quả từ mô hình, tháng 2 năm 2022, chị Lò Thị Bưởi đã đứng ra vận động các gia đình có diện tích đất canh tác liên kết thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Sinh thái e Farm. Hiện Hợp tác xã đã được huyện Thuận Châu hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ bao bì nhãn mát để người tiêu dùng yên tâm về sản phẩm gà đen của hợp tác xã. Để sản phẩm gà đen đến được tay người tiêu dùng trong cả nước, gà sau khi được làm sạch sẽ được hút chân không, đem đóng đá và gửi đến khách hàng. Trứng gà được đựng trong bao bì có mẫu mã đẹp. Ở đây thì à, chúng tôi chủ yếu là người, à, các hộ nông dân sẽ tự sản xuất thức ăn, tức là ngô, khoai, sắn. Chúng, à, chúng tôi sẽ dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên ở trên này và nguồn thả vườn rộng. Nên là tạo ra cái sản phẩm gà đen nó khác biệt với so với các nơi khác. Nhận thấy tiềm năng lợi thế trong việc sản xuất chế biến chè trên địa bàn, Hợp tác xã Chè Trường Pha, xã Trường Pha được thành lập tháng 7 năm 2022 gồm 7 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Chè Triềng Pha đã thu mua được 3.300 tấn chè búp tươi, sơ chế được 900 tấn chè khô. Chè được sơ chế chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Hiện hợp tác xã đang tạo con việc làm ổn định cho trên 30 lao động địa phương. Tôi được giao nhiệm vụ là kỹ thuật và phải xem chè với cả hàng ngày với cả cho chè đảm bảo chất lượng để chè không bị vỡ vớ này với cả nước chè nó phải có hương vị để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đây chỉ là hai hợp tác xã trong tổng số 56 hợp tác xã trên địa bàn huyện Thuận Châu đang hoạt động. Các hợp tác xã trên địa bàn đã từng bước củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Một số hợp tác xã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm. Trong thời gian tới, huyện cũng định hướng đổi mới về À, tổ chức hoạt động của hợp tác xã đảm bảo đúng nguyên tắc và khắc phục những hạn chế yếu kém để phát triển các loại hình hợp tác xã nhiều ngành nghề gắn với vùng nguyên liệu trên sẵn có trên màn và nhằm nâng cao năng lực cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với cái nhu cầu và lợi ích của các thành viên thời gian tới huyện thuận châu tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác xã nhất là đối với các hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã nhanh, bền vững, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Công tác phát triển kinh tế hợp tác xã Thái Thuận Châu sẽ được phản ánh chi tiết hơn trong tạp chí kinh tế phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút tối nay trên kênh STV. Quý vị quan tâm chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, trong 46 năm xây dựng và không ngừng phát triển Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lớp lớp thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, còn phải kể đến sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ những người làm báo nói, báo hình đã và đang công tác tại Đài Truyền thanh Truyền hình, nay là trung tâm truyền thông văn hóa các huyện thành phố. Trong những năm qua, trung tâm truyền thông văn hóa các huyện thành phố đã phối hợp và hỗ trợ tích cực cho Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La trong công tác tuyên truyền, định kỳ hàng tháng Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện thành phố đã duy trì sản xuất trang truyền hình cơ sở với thời lượng 15 phút phát sóng mỗi ngày một số và chuyên mục khuyến học thời lượng 5 phút mỗi tuần một số. Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Châu đã luôn chủ động tích cực trong việc phối hợp uh, thực hiện công tác tuyên truyền với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chúng tôi xác định rằng đây chính là một kênh thông tin chính thống để chúng tôi có thể tuyên truyền, quảng bá về địa phương Yên Châu nói riêng. Nhằm nâng cao chất lượng tin bài cộng tác, Đài Phát thanh truyền hình Sơn La cũng đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa trong việc sản xuất, xây dựng các phóng sự, phục vụ các sự kiện lớn của các huyện thành phố. Hỗ trợ các trung tâm trong việc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình, qua đó từng bước xây dựng chương trình ngày càng phong phú, sinh động, hấp dẫn. Trong thời gian tới, uh, Ban Giám đốc Trung tâm uh, Truyền thông huyện Sông Mã có yêu cầu các phóng viên uh, của Trung tâm là phải uh, làm sao mà nâng cao được chất lượng đó, nhất là phải nghĩ, phải xác định mình viết cho ai, viết cái gì, viết như thế nào. Hòa chung với sự nghiệp đổi mới và sự phát triển của ngành phát thanh truyền hình cả nước, đài phát thanh truyền hình Sơn La đã có bước phát triển nhanh chóng. Việc xây dựng đội ngũ được quan tâm, chất lượng nội dung và thời lượng chương trình được chú trọng, nâng cao. Nhờ có sự nỗ lực của các thế hệ, trong đó có sự đóng góp to lớn của Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện thành phố. Cho đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đang thực hiện phát sóng chương trình phát thanh 17 giờ 30 phút một ngày, trong đó có từ 4 giờ đến 4 giờ 30 phút thời lượng tự sản xuất. Phát sóng 18 giờ 35 phút hàng ngày các chương trình truyền hình, trong đó có 4,5 đến 5 giờ thời lượng tự sản xuất. Đài phát thanh truyền hình Sơn La đánh giá rất là cao và luôn luôn ghi nhận những cái đóng góp hết sức là tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện thành phố. À, các anh chị ấy thực sự là những người làm báo tài năng, tâm huyết, yêu nghề bởi cái sự trải nghiệm làm nghề hết sức là phong phú gắn bó với cơ sở. Cho nên là tất cả các cái tác phẩm mà các đồng chí cộng tác đối với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La thì đều có chất lượng rất cao, thấm đẫm cái hơi thở của cuộc sống. Trong kỷ nguyên số, dòng thông tin phát triển mạnh mẽ rộng khắp trên các nền tảng số và trước yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, Đài Phát thanh truyền hình Sơn La và Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện thành phố xác định thường xuyên gắn kết trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, để trên mỗi bước đường phát triển của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơn La sẽ luôn có sự đồng hành của những trung tâm truyền thông văn hóa, những cánh tay nối dài của cánh sóng STV. Vâng thưa quý vị, hôm nay đánh dấu mốc tròn 46 năm Đài Phát Thanh Truyền hình Sơn La đồng hành cùng khán thính giả. Chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của quý vị, sự phối hợp cộng tác tích cực của Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện thành phố trong tỉnh để các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Chương trình trong ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.